Xin chào các bạn, đây là chiếc quạt điện 12V và quạt điện này sử dụng bình ắc quy các bạn nhá. Nếu các bạn đang có những cái bình ắc quy ô tô của xe máy 12V thì các bạn có thể tận dụng để sử dụng với chiếc quạt này. Mùa hè đến rồi, thỉnh thoảng nó mất điện, chúng ta cứ trang bị thêm một cái quạt như này. Khi mà mất điện chúng ta có thể tận dụng rất là tiện luôn, và cái dòng này nó ăn rất ít điện các bạn nhá, nó chỉ 12V thôi. Thêm nữa này, để sử dụng thì các bạn có hai cặp bình này, đỏ này các bạn cặp vào dương bình ắc quy, xanh này cặp vào âm. Đấy, như thế này. Và sử dụng thì nó có 3 số như số điện lưới, số 1, số 2, số 3. Số 3 là số mạnh nhất các bạn nhá. Và với chiếc quạt này thì các bạn sẽ thấy này, nó có thể lên cao xuống thấp được. Đây là cao nhất này, đây là xuống thấp nhất này. Đấy, đây là cao nhất. Cái quạt này thì đặt ở giường là vừa, đặt ở chỗ ăn cơm các bạn có thể bẻ xuống hoặc lên cao như này. Đấy, thêm nữa là chiếc quạt này có tút năng. Đấy, khi mà các bạn muốn đứng thì các bạn ấn như này, còn khi mà các bạn muốn quay sang trái bên phải thì ấn xuống và để di chuyển rất là đơn giản. Và một điều đặc biệt là chiếc quạt này là quạt 5 cánh các nhá. 5 cánh các bạn sẽ thấy này, cánh trong loại tốt và 5 cánh rất là tiện. Và đây là đời mới, còn năm ngoái bên mình cung cấp vào loại 3 cánh thôi. Và dòng này bên mình bán ra với giá bán hơn 300.000, và các bạn có thể bấm vào dòng bên góc bên trái để tham khảo giá bán chính xác nhất và đặt mua. Cảm ơn các bạn đã xem video.